Chào mừng các bác đã đến với cửa hàng âm thanh vàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video clip này em sẽ giới thiệu đến các bác hai sản phẩm. Thứ nhất là một chiếc âm ly, thứ hai là một đôi loa như trước mắt màn hình các bác đã thấy. Trước tiên em sẽ cùng các bác đi tìm hiểu về chiếc âm ly trước. Các bác nhìn thấy đây là mẫu âm ly của hãng Denon. Đó là dòng model PMA 2004 là mã đây là một mẫu âm ly dòng đời cao. Các bác đều đã biết đối với những dòng Denon này thì nó có rất là nhiều màu đen. Ví dụ như dòng Denon 2000 trơn này, 2002 la mã, 2004 la mã, rồi là 2003 la mã. Đây là đàn anh của những dòng à, 2000 trơn, 2002 la mã và 2003 la mã. Dòng này thì ở trước mặt nó được sử dụng mặt màu vàng chanh và nhìn thấy đây là các chế độ chỉnh bát chép ba lăng Đấy. rồi là volume đường cái nồi tín hiệu ở mặt sử dụng mặt màu vàng chanh rất là đẹp đây là ở trên nóc nó này được bố trí hai cái ô thoáng ở hai bên hai bên này thì dưới là hệ thống tản nhiệt Đấy. sò của nó được thiết kế ở bên dưới này Đấy. dòng này thì nó sử dụng hai biên thế nguồn rất là to được bố trí nằm ở chính giữa của phần âm ly và nó sử dụng hai tụ to như lon bia. Các bác thấy trên nóc đây là những con ốc vít của nó này. Chiếc âm ly này có kích thước như sau. Em nói luôn kích thước để các bác có thể cân đối được chiều cao kích thước của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này có chiều cao là 18 cm, chiều ngang của nó là 40 4,3 cm. 44,3 hay là 43,4 gì đó Em nhớ không chính xác lắm Còn chiều sâu của nó là lên đến 47,8cm Các bác thấy đây là ở phía bên sườn của nó này Về tình trạng của nó bên ngoài thì các bác nhìn thấy nó rất là đẹp rồi Còn đây là ở phía sau Bên này thì là đường Cái nồi tín hiệu đi vào này Cổng phono rồi là CD các thứ này Đây là mẫu dòng âm ly Nó cho chúng ta có thể đánh đi dài được Các bác đang sử dụng những dòng mà loa có tính năng đánh đi dài Thì kết hợp với dòng âm ly này Đi nông này đánh rất là tuyệt vời Đây là ở phía sau của nó các bác nhìn thấy đây Đây là speaker A hoặc B Thì có trở kháng từ 4 đến 16 ôm Tức là chúng ta có thể đánh nguyên trên cầu A Thì nó có trở kháng là từ 4 đến 16 ôm Còn đối với A cộng B thì nó có trở kháng là từ 8 đến 16 ô. Còn về nói về tính năng đánh bi của nó thì các bác thấy này, rất là rõ này, nó có trở kháng từ 4 đến 16 ô. Đánh bi dài thì chúng ta có thể đấu hai cầu. Một cầu A thì chúng ta có thể đánh phần giải chép và giải chung, còn cầu B thì nó sẽ đánh phần giải bát. Dòng này thì có tính năng đánh đi ra tiếng của nó rất là tơi, sáng. Đây là dòng âm ly đầy cao, Sau đó thì nó cho chất âm rất là chi tiết các bác nhớ nhé nó chạy nguồn điện 100 v đây là dòng này nó sử dụng dây nguồn rời rắc ba chân chúng ta sẽ cắm vào đây và nó có công suất là 275 w các bác nhìn thấy rất là rõ made in japan về tình trạng của chiếc con này rất là gấu rồi nặng nó nặng lên đến 23,5 kg em nhớ không chính xác lắm như có cân nặng lên đến trên 23 kg. Dòng này ngoài ra kết hợp với những dòng loa có tính năng đánh đi dai thì các bác có thể đánh với những dòng loa của bốt BVK hay là những dòng Vega rất là tuyệt vời. Cách đây khoảng 2 hôm thì bên cửa hàng của chúng em cũng về được một chiếc Denon 2045 mã và được một bác khách ở Vĩnh Phúc đã lấy rồi. Bác ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng chúng em tiếp tục về được thêm một chiếc nữa. Và cuối cùng giá của chiếc âm đi đen đông 2045 mã này thì có giá dưới 20. Các bác có thể alo cho chúng em để biết thêm giá cụ thể của sản phẩm. Tiếp theo ở bên này thì các bác nhìn thấy đây là một mẫu loa bốt rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây là những dòng loa được đánh giá rất là cao vì nó cho chúng ta hai yếu tố. Một là vừa có thể nghe nhạc, hai là vừa có thể hát karaoke, rất là tuyệt vời. Dòng bốt 601 thì các bác đã biết đến rất nhiều mô đen. Ví dụ như 601 chơi như này, đây là mẫu 601 chơi nhé. Rồi là 601 series 2, 601 series 3. Có thể nói trong tầm giá thì các bác chơi 601 chơi này rất là tuyệt vời này. Giá thành của nó là hợp lý, chất âm đem đến thì rất là tuyệt vời vừa nghe hay vừa hát hay có bạn thấy đây là ở phía bên sườn của loa này trong này thì toàn thân nó bọc bằng vỏ gỗ được bố trí bằng vỏ gỗ màu vàng nhìn rất là sang trọng đường kết nối tín hiệu đi vào cọc âm cọc dương đây là ở mặt sau đây là dòng mô đen rất là nổi tiếng rồi chắc chắn thì em cũng không phải nói nhiều đến về dòng mô đen này nữa nó sử dụng hai bát có đường kính là 20 cm một bát đánh định hướng về phía trước này một bát đánh nhá chích ngựa lên nó được bố trí một tấm e căng đẩy phía trên và một tấm e căng đẩy ở phía trước nó sử dụng bốn loa chép giấy đảo chiều nhau giúp cho âm thanh của nó sẽ đi lan tỏa đảo chiều phủ kín nhau không gian phòng của các bác luôn dòng này thì các bác có thể đánh luôn với chiếc âm ly Denon 2000 4 la mã này hoặc là các bác có thể đánh với những dòng âm ly như này Bên này thì các bác nhìn thấy đây là ba chiếc âm ly Denon 890DG, hai chiếc tem trứng còn một chiếc không tem nằm ở chính giữa. Hai bên thì nó sử dụng hai ma gỗ mặt màu vàng chanh rất là sang trọng. Chiếc không tem thì có giá dưới 20, còn chiếc có tem thì có giá trên 20. Bác nào có thể giảm thiểu chi phí hơn thì các bác có thể lấy những dòng âm ly của hãng Denon như thế này. Ví dụ như dòng Denon 890D, dòng tem trứng, rồi là 890D, dòng không tem rồi là 780D. Hiện nay những dòng âm ly đen nông 780D rồi là 890D, 880D. 890D tem và không tem rồi 890DG dòng tem trứng và không tem trứng. Hiện nay bên cửa hàng của chúng em gần 30 con. Thoải mái để các bác lựa chọn những mẫu model như thế này khi các bác đã yêu thích. Bên dưới kia thì các bác nhìn thấy một bộ kéo đẩy Accor rất là tuyệt vời luôn. Đánh với những dòng bốt rất là hay hay những dòng loa Mỹ. Ở phía dưới bộ kéo đẩy Acorn là chiếc âm ly Denon 2025 mã đàn em của 2045 mã như em vừa giới thiệu đến các bác ở đầu video Những chiếc âm ly Denon này thì cũng có giá trên 10 triệu kết hợp với những dòng loa bốt và các bác thêm một chiếc vang nữa thì rất là tuyệt vời Và đôi loa bốt 601 trơn này thì em để cho các bác giá là 20 triệu đồng Các bác thấy về tình trạng của nó rất là đẹp rồi Tất cả những sản phẩm đều được bao zin bảo hành cho các bác đầy đủ. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác hai sản phẩm gồm có đôi loa bốt 601 trơn và một chiếc âm ly đen đông la Các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép, xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến cơ sở chúng em ở Hà Nội để trải nghiệm chất âm những sản phẩm của mình yêu thích còn bác nào ở xa và bạn không đến được thì các bác có thể vui lòng đặt cọc bên cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng về cho các bác sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây xin chào và tạm biệt các bác